Đây là file của Sâm Cầm, file mới, file chuẩn nhất 2019 tháng 10 dương lịch và tháng 9 âm lịch. Tiếng này đang được đánh được chim nhiều, anh em liên hệ để Thuận tư vấn cũng như chia sẻ kinh nghiệm cho anh em. Ngoài ra Thuận có tất cả các loại tiếng chim đêm anh em muốn dùng trên sân bay để tìm hiểu thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều. Tiếng chim chuẩn đầy đủ và cập nhật mới nhất để đi bẫy cùng rất là nhiều loại tiếng chim khác hay hơn thì anh em cứ liên hệ số điện thoại 0708252799 gặp Thuận để được bên em tư vấn thêm chi tiết nha. Đây chỉ là một đoạn ngắn trong tiếng chim chuẩn đầy đủ và cập nhật mới nhất để đi bẫy cùng rất là nhiều loại tiếng chim khác hay hơn thì anh em cứ liên hệ số điện thoại 0708252799 gặp Thuận để được bên em. Đây chỉ là một đoạn ngắn trong tiếng chim chuẩn đầy đủ và cập nhật mới nhất để đi bẫy cùng rất là nhiều loại tiếng chim khác hay hơn thì anh em cứ liên hệ số điện thoại 0708252799 gặp Thuận để được bên em tư vấn thêm chi tiết nha. Đây chỉ là một đoạn ngắn trong tiếng chim chuẩn đầy đủ và cập nhật mới nhất để đi bẫy cùng rất là nhiều loại tiếng chim khác hay hơn thì anh em cứ liên hệ số điện thoại 0708252799 gặp Thuận để được bên em tư vấn thêm chi tiết nha. Đây chỉ là một đoạn ngắn trong tiếng chim chuẩn đầy đủ và cập nhật mới nhất để đi bẫy cùng rất là nhiều loại tiếng chim khác hay hơn thì anh em cứ liên hệ số điện thoại 0708252799 gặp Thuận để được bên em tư vấn thêm chi tiết nha. Đây chỉ là một đoạn ngắn trong tiếng chim chuẩn đầy đủ và cập nhật mới nhất để đi